Minh Cảnh từ có bé lùm ve chai đến đệ nhất danh ca vọng cổ, giả từ sân khấu sau biến cố lớn. Nghệ sĩ Minh Cảnh được coi là ông Hoàng Cải Lương, đệ nhất danh ca vọng cổ, nhưng buộc phải rời sân khấu sau một tai nạn, đến nay định cư bên Mỹ. Ông vẫn đau đấu với nghề, tuổi U90 vẫn chưa dứt nghệ thuật từ cậu bé lượm ve chai đến đệ nhất danh ca vọng cổ. Minh Cảnh sinh năm 1937, tên thật là Nguyễn Văn Cảnh, ông Hoàng Kể Lương, hoàng đế vọng cổ, đệ nhất danh ca vọng cổ. Đó là những cái tên mà khán giả ưu ái dành tặng cho ông. Tính đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn là một tượng đài vững chắc khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ sân khấu. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại chợ lớn, nên trải qua tuổi thơ khá khó khăn khi phải lăn lộn vào đời từ sớm để mưu sinh, như lượm ve chai, bán bánh cam, chuối chiên. Thế nhưng từ nhỏ, Minh Cảnh đã bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc khi đi đến các hàng quán ven đường có mở nhạc, nam nghệ sĩ đều đứng lại nghe, lẩm bẩm hát theo, mà đến khi về ở với bố, Minh Cảnh mới theo một người thầy dạy đàn để học hát. Đến năm 22 tuổi, trong một lần đi bán bánh ú dạo ở dỗ tổ sân khấu Cải Lương năm 1960, ông được nghệ sĩ Văn Được giới thiệu lên sân khấu thử sức với 6 câu vọng cổ, bài lá thư người chiến sĩ, Văn Được đàn violon, Ngọc Sáu đờn cò, Bảy Trạch đờn kìm, mọi người vỗ tay khen ngợi rần rần. Ai cũng khen cậu nhóc là một giọng ca tiềm năng. Minh Cảnh được giới thiệu cho ông bầu gánh kim chung và bắt đầu sự nghiệp ca hát. Thời gian đầu, Minh Cảnh một đêm kiếm được 40 đồng và ký được contract hợp đồng 20.000 đồng trong 2 năm. Các vở diễn Minh Cảnh được tham gia như nghệ sĩ mù đất Hà Tiên, Phù Kiều Trường Hận, Tiếng Cười Bao Tự tuyết phủ chiều đông, chiều thu sầu ly biệt đều khiến khán trường không còn chỗ trống. Qua sự kèm cặp của những người thầy, hai sĩ, văn được và bảy trạch, Minh Cảnh xuất hiện trên sân khấu lấp lánh hào quang với giọng ca luyến lấy, mượt mà, với số tiền các xê cao ngất ngưỡng khiến nhiều người phải mơ ước. Sân khấu cải lương vào thời này đã có sự sáng ngôi, nhường ngay. Một lớp nghệ sĩ mới xuất hiện như những ngôi sao sáng, Hữu Phước, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Minh Cảnh, Úc Bạch Lan, Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Lệ Thủy, Thanh Nga. Mỹ Châu, Minh Phụng, Thanh Thanh Hoa, Minh Cảnh không được học hành nhiều nhưng lại có một kiểu ca rất lạ. Công chúng đang muốn một sự tân tiến, muốn thoát khỏi lối ca diễn cổ điển nên Minh Cảnh trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Năm 1961, Minh Cảnh lên ngôi hoàng đế từ bài vọng cổ tu là cội phúc. Tiếp sau đó là hàng loạt bản ca cổ do soạn giả Viễn Châu soạn lời như Võ Đông Sơ, Mưa trên phố Huế, Lưu Sơn Bá, Sầu vương ý nhạc, Lưu Bình Dương Lễ, Lòng dạ đàn bà, Em bé đánh giày, Chuyến xe lam chiều, Đời mưa gió, Nico và kiếm sĩ, Trái sầu riêng. Hai năm sau, ông lập ra đoàn Kim Chung Hai. Ông bầu Kim Kép Chánh Minh Cảnh đã tỏa sáng rực rỡ với những vỏ tuồng cải lương, bên cầu vọng thê, manh áo quê nghèo, bích vân cung kỳ án, trình nữ lầu xanh, lời thơ trên huyết. Đặc biệt trong quán cấm đầu làng chuyện Lưu Bình Dương Lễ, Minh Cảnh bứt phá với câu vọng cổ hơi dài một mạch 53 chữ, đặt dấu ấn đầu tiên cho ca vọng cổ hơi dài đến nay. Giờ đây trên sân khấu cải lương có những bản photo của nghệ sĩ Minh Cảnh như các nghệ sĩ Giang Châu, Châu Thanh, Phượng Hằng, Bình Trang, Cẩm Tiên. Sinh năm 1975, khán thính giả vẫn còn còn gây minh cảnh với một số bài tân cổ giao duyên rất ấn tượng như cánh chim trên biển, rẽ mạ đầu mùa, bông điệp Sài Gòn, đám cưới trên đường quê hương bông súng trắng. Không chỉ hát hay, Minh Cảnh còn giỏi võ. Ngoài thời gian dành cho sân khấu, khi rảnh Minh Cảnh dành nhiều thời gian luyện võ, từ việc học để bảo vệ mình, Minh Cảnh sử dụng những đường võ công phu của mình để biểu diễn trên sân khấu. Nhờ đó các vai diễn của ông trở nên sinh động và lôi cuốn hơn. Trong một lần đến Việt Nam, Minh Tinh màn bạc Hồng Kông nổi tiếng thập niên 90, diễn viên võ thuật Khương Đại Vệ đã ngỏ ý kết giao với Minh Cảnh bởi vì quá ngưỡng mộ giọng ca và những đường võ điệu nghệ của nam nghệ sĩ. Giả từ sân khấu sau biến cố lớn và tuổi xế chiều đau đấu tại trời Tây, khi đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất, Minh Cảnh phải đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời và phải từ giả ánh đèn sân khấu. Trong lần trình diễn tại Bình Dương, Minh Cảnh không may gặp sự cố sân khấu. Khi đang bay lượn trên bầu trời thì dây nối bị đứt, Minh Cảnh rơi xuống đất. Dù may mắn thoát nạn nhưng nam nghệ sĩ bị thương khá nặng và mất rất lâu để chữa trị. Từ có chết trở về, ông bầu Kim kép chánh Minh Cảnh lâm vào cảnh túng quẫn, không còn tiền đông gạo trả lương cho nghệ sĩ Đoàn Kim Chung Hai. Cuộc đời đã từng cho ông bao nhiêu thứ thì giờ đây lại lấy sạch hết. Minh Cảnh thường vào vai và những nhân vật bất hạnh, cô đơn, bần hàn, tử vì đạo, chết vì tình, sống quân tử. Cuối đời nghệ sĩ phần ông không khác gì vai diễn. Rồi sân khấu, ông quay về Long Xuyên, Sóc Trăng, Cà Mau, mở quán nhậu hát cho nhau nghe, hát sau đám cưới, đám ma suốt một thời gian dài, lợn đận mưu sinh. Ông còn là người thầy, tạo ảnh hưởng cho một loạt nghệ sĩ sau này thành danh trên sân khấu, lấy nghệ danh có tên ông như Minh Minh Cảnh, Minh Minh Tâm. Nghệ sĩ Minh Cảnh chung sống với nghệ sĩ Kiều My có 5 người con, trong đó Nhật Sơn và Kiều Nhi theo nghề. Tai họa một lần nữa rơi vào cuộc đời bất hạnh của Minh Cảnh khi ông phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo năm 2005 và phải sang Mỹ chữa trị rồi định cư hẳn. Nhắc về giai đoạn này trong một cuộc trò chuyện với báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Cảnh tâm sự, rất nhiều nước mắt đã rơi cho quá khứ. Tôi khóc vì tuổi thân, tôi khóc vì mừng vui, tôi khóc cho những ai đã từng sống trong hoàn cảnh như mình. Những giọt nước mắt ấy buồn, vui lẫn lộn, xen lẫn như sự tủi nhục. Năm 2013, Minh Cảnh phải đón nhận tin buồn khi con trai út của mình là Vũ Minh Sơn, ca sĩ Nhật Sơn phải ra đi vì lý do không hay. Ông ở Mỹ và không được gặp con lần cuối. Đến hiện tại, nghệ sĩ Minh Cảnh vẫn đang sinh sống tại bang Louisiana, Mỹ. Ông cho biết đôi lúc chạnh lòng vì bạn bè đồng nghiệp cùng thời gần như không còn ai. Dù tuổi đã gần 90 nhưng sức khỏe của đam nghệ sĩ vẫn rất tốt, vẫn minh mẫn và hài hước khi trò chuyện cùng mọi người. Tuy nhiên do mắt kém nên ông không thể nhận ra một số người quen. Thế nhưng nam nghệ sĩ thỉnh thoảng chạy show, phục vụ khán giả ở nhiều nơi, mong muốn cống hiến được sống hết mình trên sân khấu. Nói về sức khỏe hiện tại, ông nói mọi thứ đều là quy luật tự nhiên nên không cưỡng cầu. Ông nghĩ rằng ai rồi cũng phải chấp nhận lùi về hậu trường sau nhiều năm sống dưới ánh hào quang